Tại buổi họp báo trong ngày khai mạc hội chợ du lịch quốc tế ITB Berlin 2018, CEO của Qatar Airways đã công bố kế hoạch mở tới 16 đường bay mới trong vòng 2 năm tới. Trong số 16 điểm đến được mở, đặc biệt sẽ có thành phố Đà Nẵng ở Việt Nam cùng với một số thành phố khác ở Đông Nam Á như Cebu và Davao của Philippines, Langkawi ở Malaysia. Với việc sẽ mở thêm đường bay tới Đà Nẵng trong thời gian tới và tăng tần suất bay tới Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Qatar Airways trở thành hãng hàng không Trung Đông hoạt động mạnh nhất tại Việt Nam với số lượng điểm đến và tần suất bay nhiều nhất. Ngày 11 tháng 3 năm 2018 vừa qua đánh dấu 25 năm ngày chiếc Airbus A321 cất cánh lần đầu tiên. Ngày này cũng được coi là sinh nhật của dòng máy bay Airbus A321, một trong những dòng máy bay thương mại phổ biến nhất thế giới. Vào ngày 11 tháng 3 năm 1993, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của dòng Airbus A321 được thực hiện tại Hamburg, Đức. Chuyến bay thương mại đầu tiên của dòng A321 được bàn giao cho hãng Lufthansa vào đầu năm 1994. Kể từ đó tới nay, đã có hơn 1.600 chiếc Airbus A321 được Airbus bàn giao cho các khách hàng với hai phiên bản là A321-100 và A321-200. Hiện tại Airbus đã phát triển các phiên bản kế tiếp của dòng A321 là A321neo và phiên bản tầm xa A321neo LR có khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tầm bay xa, hứa hẹn mang đến những thị trường khai thác mới trong tương lai. Vietnam Airlines thông báo khai trương đường bay Cam Ranh đi Seoul, Hàn Quốc kể từ ngày 25 tháng 3 năm 2018. Đường bay này sẽ khai thác với tần suất ban đầu là 4 chuyến một tuần bằng tàu bay Airbus A321. Đây là đường bay thứ tư của Vietnam Airlines kết nối Việt Nam với thủ đô của Hàn Quốc sau các đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng với Seoul. Trong khi đó, đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Singapore và Đài Bắc đều được tăng thêm 4 chuyến một tuần so với trước đây sử dụng tàu bay Airbus A321. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Đài Bắc được tăng thêm tần suất vào khung giờ nửa đêm và sáng sớm từ 7 chuyến lên 11 chuyến một tuần. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Singapore được tăng thêm tần suất vào buổi tối. Một chiếc máy bay Bombardier Dash 8 của hãng hàng không Bangladesh US Bangla đã gặp tai nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu, Nepal vào chiều 12 tháng 3. Chiếc máy bay là loại Bombardier Q400, được nói chở theo 67 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn, thực hiện chuyến bay BS211 từ Dhaka của Bangladesh tới Kathmandu của Nepal. Được nói là đã hạ cánh trượt đường băng, rơi xuống một sân bóng ở gần sân bay và bốc cháy lúc 14:25 chiều giờ địa phương. Đã có một số người được tìm thấy sống sót, tuy nhiên chưa xác nhận được số lượng người thương vong. Con số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này có thể lên tới 50 người. Mọi hoạt động đi và đến từ sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu đã bị tạm dừng sau vụ tai nạn. Một hành khách sống sót sau tai nạn cho biết chiếc máy bay đã rung lắc mạnh khi hạ cánh và đã nghe thấy một tiếng nổ lớn. Theo BBC, đã có sự tranh cãi về trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Cơ quan quản lý hàng không Nepal nói chiếc máy bay đã hạ cánh một cách không bình thường khi mặc dù được chỉ dẫn hạ cánh tại đường băng phía nam sân bay nhưng cuối cùng là hạ cánh từ đường băng phía bắc. Trong khi đó, hãng hàng không US Bangla đổ lỗi cho cơ quan kiểm soát không lưu Kathmandu đã đưa ra chỉ dẫn sai về hướng và phi công không có lỗi. Sân bay quốc tế Kathmandu là ở độ cao khá lớn, địa hình hiểm trở nên được đánh giá là khó hạ cánh. Hãng hàng không US Bangla là hãng hàng không tư nhân của Bangladesh có trụ sở tại Dhaka và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2014. Một chiếc máy bay tư nhân của Thổ Nhĩ Kỳ chở theo 8 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn đã rơi xuống một vùng núi trên lãnh thổ Iran vào ngày Chủ nhật 11 tháng 3. Toàn bộ 11 người trên máy bay đã thiệt mạng. Chiếc máy bay được nói thuộc loại Bombardier C-160 đang thực hiện hành trình từ Sharjah ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tới Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc sở hữu của một nhà tài phiệt Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ nói chiếc máy bay chở theo con gái của nhà tài phiệt này và những người bạn đang trở về từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sau khi tới đây để chuẩn bị cho đám cưới của cô vào tháng sau. Ngoài ra, cả 3 thành viên phi hành đoàn, bao gồm 2 phi công và 1 tiếp viên đều là nữ. Chiếc máy bay được cho là đã gặp sự cố và bốc cháy khi vẫn đang ở trên cao, sau đó rơi tại vùng núi gần thành phố Shahrekhod, cách Tehran khoảng 370 km về phía nam.